Xin chào quý vị và các bạn đã quay trở lại với kênh Invest TV. Clip ngày hôm nay, kênh Invest xin được gửi đến quý vị các bạn một số những cái lưu ý đối với những cái bạn mới tham gia cái dự án VNetwork. Thì những cái lưu ý đấy như sau. Thứ nhất là việc bấm tia sét mỗi 24 giờ thì các bạn sẽ vào cái phiên khai thác mới của đồng Bitcoin ở trên cái app DAO. Thực ra cái app này thì không hẳn là cái app DAO mà nó chính là một cái app để các bạn điểm danh. Còn Bitcoin sẽ được gửi về ví các bạn sau khi các bạn hoàn thiện hết tất cả các cái mục như là xác minh danh tính và Mirage to Mainnet. Thì nó cái phần này thì mình sẽ trình bày phía sau. Thứ hai, khi mà các bạn đăng xuất tài khoản trong cái phiên khai thác thì bạn sẽ mất số Pi của phiên đó. Nếu cần đăng xuất thì các bạn hãy đợi hết phiên khai thác đó. Thứ ba, kiểm tra tên hồ sơ cho đúng với tên trong giấy tờ tùy thân của bạn. Nếu sai thì sẽ không thể KYC được. Cái việc tên của các bạn đúng với lại giấy tờ tùy thân hết sức quan trọng. Bạn là Nguyễn Văn A mà bạn ghi nhầm thành Nguyễn Văn An hoặc là Nguyễn Văn Anh ở trong cái app đào Pi của các bạn thì bạn chắc chắn sẽ không thể KYC được cái tài khoản mà các bạn đã đăng ký với cái tên sai như vậy. Cho nên là các bạn hết sức lưu ý. Có thể bạn đặt tên Nguyễn Văn A hay là Nguyễn A Văn thì ở trong cái thứ tự của mục họ và tên ở trong app đào lúc các bạn đăng ký ban đầu ấy, điều này có thể được châm trước với cái người kiểm duyệt. Nhưng mà tuy nhiên bạn sai cái tên của bạn hoàn toàn ấy, thì cái điều này thì không thể khắc phục được. Cho nên các bạn phải lưu ý điều đấy. Rồi tiếp theo, việc xác minh tài khoản Pi Network thì các bạn có thể xem lại những cái clip liên của kênh Invest TV đã hướng dẫn các bạn xác minh tài khoản đối với lại số điện thoại này, email, Facebook, thì các bạn xem lại cái list danh mục clip phía dưới của kênh chúng mình nhé. Rồi tiếp theo là việc tạo vòng tròn bảo mật sau 3 phiên khai thác thì các bạn cũng có thể đón nhận những cái clip hướng dẫn chi tiết của kênh Invest TV phía dưới. Tiếp theo, mời người mới bằng cái mã giới thiệu của bạn để tăng tốc độ. Đấy. Cái việc này cũng khá là quan trọng khi mà các bạn biết cái tốc độ đào Pi cơ sở nó được giảm hàng tháng. Do đó thì các bạn chỉ có thể cải thiện được tốc độ đào của các bạn bằng việc là các bạn mời thêm người bạn của các bạn tham gia cái dự án này dưới cái mã mời của bạn. Sau đó thì các bạn có thể tạo cái vòng tròn bảo mật, đó cũng là một cách để các bạn tăng tốc độ, rồi các bạn chạy nốt, các bạn sử dụng trình duyệt Pi, đó có rất nhiều cách. Rồi tiếp theo là các bạn có thể tạo được cái ví Pi để thử nghiệm. Thì nếu bạn nào mới tham gia dự án chưa có cái suất KYC ấy, thì các bạn có thể tạo một cái ví test để các bạn phải chuyển nhận Pi test. Cái điều này thì hoàn toàn thực hiện được và nó rất là dễ dàng. Các bạn có thể xem cái clip mình hướng dẫn ở phần mô tả phía dưới. Tiếp theo nữa là bạn không thể vào nhóm khai thác của người khác hoặc rời khỏi nhóm khai thác đã có. Đó. Ví dụ các bạn vào cái nhóm khai thác của kênh Invest TV dưới cái mã mời Hoàng Minh Thắng 88 của mình thì các bạn sẽ ở trong cái nhóm đấy mãi mãi. Và kênh Invest TV cũng sẽ cố gắng có những cái sự support về mặt kỹ thuật. Ví dụ như là các bạn muốn cài nốt thì chúng mình cũng sẵn sàng hỗ trợ trong cái điều kiện cho phép của chúng mình. Ví dụ như mình có thời gian rảnh. Thực sự bởi vì là VNetwork là một cái dự án tham gia thêm ngoài cái công việc chính thôi. Nó một cái kèo cho tương lai. Thế nên là thật sự thì mình cũng không thể phân bổ được hết thời gian để có thể hỗ trợ được tất cả những cái yêu cầu được các bạn ở trong nhóm của kênh chúng mình yêu cầu. Nên là rất mong cũng qua cái clip này cũng rất mong các bạn chia sẻ và thông cảm. Thì tiếp theo nữa là để hiểu về cái dự án Pi Network này một cách tường tận, các bạn hãy đọc cái phần mục FAQ, chính là cái mục ở trong cái phần kênh chat đấy. Đấy, những cái câu hỏi thường gặp thì các bạn vào các cái kênh chat đọc phần FAQ được các cái mốt giải thích rất là rõ ràng. Đấy. Có thêm một điều chú ý nữa là Pi Network quy định rất nghiêm ngặt về tài khoản khai thác, hãy tuân thủ một người một tài khoản và một thiết bị. Thực ra cái một thiết bị này thì cũng có thể là không quá gọi là nghiêm ngặt lắm. Ví dụ như là bạn
có 5 cái điện thoại. Mỗi một cái điện thoại bạn dùng tại một cái thời điểm khác nhau. Ví dụ ở nhà bạn dùng một cái điện thoại lên cơ quan, các bạn có thể dùng điện thoại đi chơi, các bạn dùng một điện thoại. Thì bạn hoàn toàn có thể cài cái app đào pi của bạn trên 5 cái điện thoại đấy, miễn là của một người, một tài khoản trên 5 điện thoại hoàn toàn là được. Thì các bạn chỉ cần tải app đào về, đăng nhập đúng cái thông tin mà các bạn đã đăng ký, nhập đúng mật khẩu là các bạn có thể đào được. Bởi vì sao mình lại nói các bạn có thể đăng nhập được ở 5 tài khoản, 5 cái điện thoại khác nhau? Bởi vì nhiều khi bạn cầm cái điện thoại này dùng vào mục đích công việc riêng của các bạn, nhưng vào đúng cái thời điểm mà phiên khai thác của bạn kết thúc thì bạn hoàn toàn có thể vào cái app đào trên cái điện thoại đấy, các bạn kích hoạt tia sét để vào phiên khai thác mới luôn, không phải chờ đến cái điện thoại mà các bạn để ở nhà hay để ở cơ quan. Đó, nó làm cho cái phiên khai thác của các bạn bị gián đoạn, ảnh hưởng đến việc tích lũy pi coin trên cái app đào của bạn. Đó, thì việc này thì mình nghĩ không quá cần thiết. Thì các bạn có thể cài được bao nhiêu cái app đào pi trên bao nhiêu cái điện thoại mà bạn thích thôi. Tại sao thì phải tuân thủ nghiêm ngặt cái quy tắc là một người một tài khoản? Bởi vì khi mà các bạn tạo, cũng có thể là khi bạn chưa KYC, bạn có thể tạo được rất nhiều cái tài khoản dưới cái tên thật của các bạn. Nhưng mà đến khi mà KYC ấy, cái bước KYC của dự án B-Network thì nó rất nghiêm ngặt. Các bạn thấy ấy, gần 3 năm nay rồi nhưng mà cái việc xác minh danh tính của một tài khoản đào Pi vẫn là một cái bài toán mà Pico Team vẫn đang phải loay hoay xử lý để giải quyết cho gần 40 triệu người đang chờ để được KYC. Thì các bạn biết là họ làm việc một cách cẩn trọng và tỉ mỉ như nào rồi. Đó, thì chắc chắn là các bạn không thể cheat được một người mà hai tài khoản rồi, chắc chắn, mình chắc chắn một điều như vậy, không thể luôn. Thế nên nếu mà các bạn có làm được cái việc đấy thì rất chia buồn với các bạn là Pico Team họ sẽ có thể tìm ra được và khóa cả hai cái tài khoản của các bạn. Do đó cái số lượng Bitcoin mà bạn tích lũy được từ trước đến nay ở hai cái tài khoản đấy sẽ bị khóa mất, không dùng được. Đó là rất là phí, các bạn cảm thấy rất là tiếc. Bản thân mình cũng tiếc cho hay cho các bạn. Thế nên các bạn tuyệt đối chỉ sử dụng một tài khoản để đào pi thôi nha. Rồi, đấy là những cái chia sẻ của kênh Invest TV cho những cái bạn nào mới chuẩn bị đang đã đào pi và sắp và đang chờ để được KYC trong cái thời gian tới. Thì các bạn lưu ý những cái vấn đề đấy để tránh mắc phải những cái lỗi mà Pico Team đề ra, để tránh việc bị khóa tài khoản rất là lãng phí nha các bạn nhé. Rồi, kênh Invest TV sẽ cập nhật những thông tin mới nhất về dự án B-Network để gửi đến quý vị và các bạn hàng ngày. Rất mong nhận được sự ủng hộ, quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn. Clip ngày hôm nay xin được tạm dừng tại đây. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong các clip tiếp theo của kênh chúng mình.